Thế bây giờ nói về là những cái tỷ phú trên thế giới nó có cái con số nào, thì tôi có một cái câu hỏi với các bạn đang xem livestream là cái tỷ phú nào mà để lại cho các bạn ấn tượng nhiều nhất trong cái thời gian gần đây, trong vòng khoảng độ tầm 2 năm trở lại đây. Tôi thì tôi nghĩ đến hai cái tên, nhưng mà không biết là các bạn đó là nghĩ đến cái tên nào. Thì các bạn hãy comment cái tên của vị tỷ phú mà bạn thấy ấn tượng nhất. Vị tỷ phú mà bạn thấy ấn tượng nhất. Đấy. Thì với cái tên tôi có gợi ý này. Cái tên đầu tiên là vị tỷ phú nhưng mà đã là tổng thống. Đấy. Cái vị tỷ phú thứ hai tôi muốn gợi ý với các bạn. Đấy là tỷ phú nhưng mà ông ấy lại có những cái phát ngôn mà cứ mỗi cái phát ngôn của ông ấy làm cho thị trường crypto hay là thị trường gọi là tiền điện tử là cứ gọi là lên xuống như là cuồng phong vậy. Thì là có hai cái tên đấy. Nếu các bạn nào mà comment đúng cái tên nhá thì là tôi sẽ có cái phần thưởng cho các bạn bằng cái việc là sẽ giúp các bạn suy đoán chi tiết cái con số đấy của các bạn nhá. Hai tỷ phú đấy, comment giúp tôi xem là tỷ phú nào nào, comment giúp xem là tỷ phú đấy tên tên là gì nào, các bạn sẽ comment giúp tôi xem nào, nào xem tỷ phú tên gì. Đấy. À đúng rồi, rồi cảm ơn các bạn đấy, rồi rất nhiều các bạn bắt đầu đã vào. Thế thì trong khi chờ đợi các bạn comment nhé, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút nữa về cái bộ môn này, và thứ hai ấy, là những cái con số nào thì có cái khả năng trở thành cái tỷ phú nhất. Trong khi chờ đợi các bạn comment nữa, sau đấy tôi sẽ nói về hai cái vị tỷ phú kia nhá. Rồi, thế thì đầu tiên ấy là về chúng ta làm cái gì, chúng ta sẽ phải tư duy rằng cái vấn đề đấy nó là cái gì, rồi tại sao ta lại phải tìm hiểu, rồi tại sao nó có cái nguồn gốc, cái lịch sử vân vân tại đâu, và ta làm thế nào để ta nhận biết được nó. Thì đầu tiên ấy là cái tại sao ta lại tìm hiểu, và hay tại sao chúng tôi lại tìm hiểu, hay tại sao tôi lại tìm hiểu về cái môn này. Thì đây là một môn nó theo cái quan sát của tôi ấy, theo nghiên cứu của tôi thấy nó rất là khoa học và logic, vì nó giúp tôi lý giải được các cái năng lực ở bên trong nội tại của tôi, cho tôi biết được cái năng lực mà tốt nhất của tôi là làm cái điều gì. Tức là tôi có thể là tự việc là gọi là tự nghiên cứu, self study đấy, tự nghiên cứu và cảm thấy là phát hiện ra những cái năng lực còn tiềm ẩn ở trong mình. Cái điều đấy là điều quan trọng đầu tiên, nên là chính như thế nó thúc đẩy tôi đi tìm hiểu nó một cách sâu sắc. Cái điều thứ hai là tôi hiểu được những cái người xung quanh tôi, những cái người bạn đồng hành. Ví dụ như Quách Thế Trung đây thì tôi hiểu được cái con số, tôi hiểu được cái sự chắc chắn của Quách Thế Trung trong cái công việc, tôi hiểu được cái con người này là kỷ luật ở trong cái công việc, và như thế và tôi hiểu được nữa là cái gu thẩm mỹ của anh ta ở trong cái công việc. Đấy. Và như thế thì tôi sẽ có cái khả năng xây dựng những cái mối quan hệ nó gần gũi, thân tình hơn đối với lại những cái người đồng đội xung quanh của tôi. Và đặc biệt bạn sẽ thấy rằng là bạn là nam hay là nữ thì bạn có chồng có vợ, và nếu mà như thế chúng ta cũng có thể có được cái khoảnh khắc nó ấm áp hơn đối với những thành viên ở trong gia đình của chúng ta. Đấy là cái lý do thứ hai mà khiến cho tôi thúc đẩy tôi tìm hiểu. Cái điều thứ ba là cái bộ môn này ấy, nó giúp cho tôi có thể là định hướng được cái nghề nghiệp cho con cái của tôi. Thì mỗi người có một con số, và con số đấy thì nó lại thiên hướng về làm một cái việc này chứ không phải làm một việc khác. Ví dụ như là con cá thì nó đi leo cây, con khỉ à con cá thì nó đi bơi, con khỉ thì nó đi leo cây. Thế còn mỗi người đi sinh ra có một cái thiên chức. Và cái thiên chức đấy nếu mà ta cho cái đứa trẻ nó được phát huy đúng cái thế mạnh của nó thì như thế nó sẽ phát huy được cái tiềm năng của nó một cách to lớn. Nên là chính vì việc hiểu cái con số khiến cho tôi có được cái khả năng định hướng cái công việc cho con cái của tôi rất là tốt. Đấy. Và cái điều thứ tư tôi muốn chia sẻ với bạn, đây là nếu bạn làm kinh doanh thì bạn cũng biết cách để mà sắp đặt cái vị trí công việc, rồi bắt cách kết nối với khách hàng. Nó giống như một cái môn gọi là DISC ấy, là mô thức hành vi đấy. Bạn sẽ dễ dàng nhận biết ra các nhóm tính cách, và như thế bạn có khả năng giúp đỡ cho khách hàng của bạn bằng cái việc là triển khai cái giải pháp mà phù hợp với tính cách cái con người của họ. Cái điều thứ năm mà tôi rất muốn chia sẻ với bạn ở đây ấy, nó có cái việc là tính ra cái năng lượng của cái con số, thì tôi cũng tính ra được ấy, là từng cái giai đoạn nào bạn nên làm một cái gì. Nó giống như bạn có một cái bản đồ đi trên hành trình từ Ấn Độ Dương đến biển Nhật Bản chẳng hạn, thì bạn sẽ biết rằng là cái khúc nào nó có cái đá ngầm, cái khúc nào ấy nó có cướp biển, và khúc nào thì ta sẽ phải giương buồm lên để mà lợi dụng sức gió và con thuyền của chúng ta đi về đích. Đấy. Thì như thế đấy là năm cái lợi ích của cái bộ môn này khiến cho tôi đầu tư cái thời gian công sức vào để nghiên cứu và tìm hiểu.
Cũng chia sẻ với bạn là tôi có 20 có 14 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đã từng học ngành luật, học ngành kinh tế, cũng đi du học ở nước ngoài, cũng có cái nhận biết. Hiện nay tôi cũng đang điều hành một công ty du lịch tâm linh và một số cái mảng đầu tư phát triển khác. Và tôi để tiếp cận và đến với môn này như một cái sự đam mê về tìm hiểu con số. Thì tôi học chuyên toán từ bé, tức là từ lớp 4. Nên là cái đam mê của con số khiến cho tôi rất là dễ dàng tiếp cận và nhìn nhận và cái cảm nhận thân thân thuộc đối với con số và tìm hiểu nó. Và hiện nay thì cũng sáng lập ra cái bộ môn vận số học này và giúp đấy những cái lý do mà tôi vừa chia sẻ với các bạn. Thì đấy là lý do tại sao tôi tìm hiểu và tôi muốn chia sẻ cái lý do đấy với các bạn. Nếu mà bạn cũng mong muốn tìm hiểu thì có thể comment xuống đấy là cái họ tên của mình rồi ngày tháng năm sinh dương lịch nhé, để một lát nữa tôi sẽ phân tích. Và cũng nhớ là hai câu hỏi của tôi được hai vị tỷ phú đấy nhá, tôi sẽ quay trở lại đấy với cái chủ đề đấy tiếp theo. Thế rồi bộ môn này thì nó có lịch sử từ ông Pythagore, nhà toán học người Hy Lạp, và ông nghĩ rằng mọi thứ đều có thể lý giải dưới dạng một cái con số. Ví dụ tên của bạn cũng là con số, ngày sinh của bạn cũng là con số. Tên nó cho bạn những cái phương tiện, cái năng lực bẩm sinh của bạn. Thế còn cái ngày sinh, cái tên gọi, cái ngày sinh thì cho cái năng lực bẩm sinh, còn cái tên gọi thì nó cho bạn những cái gọi là ước muốn, cho bạn những cái bạn muốn trở thành, muốn trưởng thành. Như cha mẹ của bạn khi đặt tên cho bạn cũng mong muốn bạn trở thành một cái người mà ví dụ như Quách Thế Trung này thì là có cái sự tận tụy trung thành, có cái sức mạnh, là cái sự dũng cảm. Đấy thì cái tên nó chính là cái ước muốn con người ta trưởng thành. Và khi mà tìm hiểu về các cái ẩn giải ở đằng sau những cái tên và cái ngày sinh này thì cho tôi có những cái phát hiện về con người. Và như từ cái phát hiện đấy thì nhưng quan trọng nhất đấy là phát hiện để làm gì. Phát hiện đấy để mà ví dụ ta thiếu cái mặt nào thì ta bổ sung vào mặt đấy, ta mắt mạnh cái mặt nào rồi ấy, thì ta lại là phát huy nó lên. Đôi khi ấy là khi mà ta rất mạnh về một cái mặt rồi thì ta làm thúc đẩy cái điều đấy lên, thì có nghĩa là ta cái cuộc sống của ta nó trở nên thịnh vượng. Tôi không không tập trung vào những cái điểm yếu mà tập trung vào những cái thế mạnh, để sau đấy thì chúng ta phát triển cái thế mạnh lên thành một cái năng lực đặc biệt của chúng ta. Và bạn cũng thấy rằng là nếu mà cái ánh bình minh nó được lóe sáng thì đám mây mờ nó cũng tan biến dần đi, hay làm cho mình sáng lên, và như thế thì những cái chấm nhỏ của cái điểm yếu của chúng ta nó cũng khuất mở đi. Và đấy chính là cái việc là tôi cất công nghiên cứu tìm hiểu và sau đấy thì tìm ra những cái phương tiện, phương cách chuyển hóa. Và người bạn đồng hành cùng tôi, anh Quách Thế Trung ấy, cũng là một người mà vô cùng gọi là một cái cộng sự giúp cho tôi, đồng hành với tôi để chia sẻ với bạn về bộ môn này, khi anh ấy có thể giúp các bạn là thiết lập ra một cái kỷ luật về ăn uống. Thế cái yếu tố mà cho cái việc thành quả của bất cứ một cái con người nào ấy thì đấy là cái yếu tố kỷ luật. Các bạn thấy không? Nếu thiếu yếu tố kỷ luật thì không thể nào thành công được. Và thành công thì là chuỗi những cái hành động, hay chuỗi những ngày ta hành động theo một cái từ, nó gọi là từ kỷ luật. Bạn phải là đúng, làm đủ, làm đều và làm theo một cái kỷ luật thì bạn mới đến được kết quả. Và cái kỷ luật đấy ta sẽ nghe thấy nó rất là từ nhiều cái yếu tố, nhưng mà có một cái mà kỷ luật về cái ăn uống thì cái đấy nó vô cùng là sát sườn với chúng ta. Nên là bạn mà có cái kỷ luật ăn uống thì bạn cũng có thể xây dựng được những cái kỷ luật sang cái lĩnh vực khác. Mọi lĩnh vực khác bạn đều có thể tìm được cái yếu tố kỷ luật từ cái việc là kỷ luật ăn uống. Vì ăn uống nó quá gần gũi và bạn và để nó vào miệng của chúng ta. Nếu mà đói thì ta không thể chịu được. Nên là kỷ luật ăn uống. Và Trung sẽ là một cái chuyên gia giúp tôi, cùng với tôi, đồng hành cùng với tôi để chúng tôi có thể là hỗ trợ các bạn cái yếu tố kỷ luật đấy. Đấy, và đấy thì nghiên cứu rồi ra giải pháp, và giải pháp là kỷ luật, là một trong các yếu tố. Đây tôi đã vừa chia sẻ với bạn về cũng là ý nghĩa tại sao, rồi một chút nó về cái lịch sử của môn này. Và trong cái nghiên cứu của tôi ấy, thì có các con số sau đây là những cái con số mà dễ trở thành cái tỷ phú nhất. Thế các bạn xem là các bạn có cái con số đây không nhá. Đầu tiên ấy là nếu mà những cái bạn mà có cái con số ngày tháng năm sinh, các bạn lưu ý nhé, các con số ngày tháng năm sinh của các bạn, ngày tháng năm sinh, nếu nó cộng lại, ngày tháng năm sinh cộng lại mà bằng 8 thì cái khả năng mà bạn trở thành cái tỷ phú là rất lớn. Bạn cộng lại nhé, cái con số thứ hai đấy là cái con số 10, nếu bạn cộng lại nó bằng 10, ví dụ 31 tháng 12 năm 2010 thì đấy cũng là cái con số 10, thì cũng là cái con số dễ trở thành tỷ phú. Và cái con số thứ ba đấy là con số 9,
là cũng là dễ trở thành cái tỷ phú. Đấy. Và đặc biệt đặc trưng nhất thì theo cái thứ tự ấy là số 8, số 1 và số 9 các bạn nhé. Thì ba cái con số đấy là những con số gọi là dễ trở thành cái tỷ phú. Tất nhiên là không phải là người nào có con số này cũng trở thành tỷ phú, nhưng mà đấy là những con số mà dễ cho các bạn trở thành tỷ phú. Thế còn là ngược lại với nó thì là cũng có những con số mà tiêu cực, nhưng mà buổi sau thì tôi sẽ nói về cái con số tiêu cực, còn hôm nay chỉ nói tỷ phú thôi. Thế thì còn lại với lại các cái không biết là các bạn nào đã comment chưa nhỉ? Không biết là comment chưa đây, rồi đúng rồi, rất nhiều. Đấy. Comment chưa? Đúng rồi, Elon Musk, đúng rồi, Tùng Cầm đã Donald Trump, chính xác luôn rồi. Ôi hay quá. Đấy, Hùng Phan, cảm ơn Hùng Phan nhá. Chính xác rồi đấy, chính xác rồi đấy. Rồi, Tùng Cầm, Hùng Phan, Quách Triệu Tố. Đấy, rồi, đúng rồi. Thế thì bây giờ một trong các cái tỷ phú mà tôi biết đấy là người có cái con số đường đời là số 9. Đấy là bà Nguyễn Phương Hằng, bà chủ của khu du lịch Đại Nam và một loạt các cái khu công nghiệp Sóng Thần, là vợ của ông Dũng Lò Vôi. Bà đấy thực sự là một cái tỷ phú tiền đô đấy các bạn ạ, tiền đô hàng tỷ đô la đấy. Thì bà có cái con số đường đời là số 9. Con số này nó có hai cái mặt đấy, nó có hai mặt. Một đấy là người ta rất là quảng giao, người ta là cái người nhân đạo, người ta là cái người mà làm cái tầm lớn, tầm vĩ mô, người ta làm rất là tốt. Nhưng một số bạn mà có cái con số 9 mà lại không chưa là tỷ phú thì cũng lưu ý rằng là nó có cái chiều ngược lại của nó. Nó chiều ngược lại của nó vì là cái sự bất cẩn về tài chính nếu mà không khắc phục được. Nên tôi mới nói là cái yếu tố kỷ luật, và kỷ luật ăn uống đây cũng có thể là cái kỷ luật về tiền bạc vân vân nữa. Thì cái người con số 9, một trong những người tiêu biểu đấy là bà Phương Hằng. Chúng ta đã biết đấy. Hiện nay thì bà cũng là cái người mà nổi bật trong cái lĩnh vực từ thiện, vì bản chất của cái con số 9 này cũng là cái con số mà người ta nổi tiếng ở trong cái góc độ nhân đạo, nên là bà đi làm rất nhiều các việc từ thiện. Đó. Rồi, thế thì còn lại quay trở lại đối với lại hai cái vị tỷ phú mà chúng ta tôi đã vừa nói giới thiệu ở đầu của chương trình. Thì trước khi mà sang cái phần này, các bạn sẽ comment ngày tháng năm sinh của các bạn vào nhé. Cái comment ngày tháng năm sinh của các bạn vào, rồi là họ và tên của các bạn nhé. Thì tôi cũng muốn là nhờ anh Quách Thế Trung sẽ chia sẻ về những cái nhận biết của anh về cái ẩm thực của các cái vị tỷ phú. Có lẽ là nó cũng là cái câu chuyện thú vị, vì cái gu mà ăn uống của các cái vị tỷ phú này nó cũng sẽ có cái khác biệt, và chắc chắn là tôi tin rằng nó sẽ cho một cái chế độ khoa học nhé. Xin mời Quách Thế Trung. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Thành An. Thì khi mà chúng ta nghĩ là tỷ phú thì chắc họ phải ăn uống chắc là hoành tráng lắm đúng không? Nhưng mà thực tế cũng không hẳn đâu, và họ cũng ăn uống thông thường và đơn giản thôi. Nhưng có một cái mà Trung nhận thấy cực kỳ rõ ràng, đó là gì ạ? Họ hay uống dùng một cái thứ cũng rất rẻ tiền, nước lọc. Vâng, nước lọc. Nếu mà chúng ta để trong tất cả các cái cuộc họp, trong hay các cái buổi mà họ đi giao lưu hay làm gì đó, thì họ luôn chỉ uống một cái thứ nước duy nhất thôi, nó là nước lọc, đúng không ạ? Hiếm khi chúng ta thấy họ uống những đồ ngọt này, đồ có ga, đồ có cồn này, ví dụ như vậy. Thế thì khi mà mình nghĩ là ôi rồi mấy ông tỷ phú là nhiều tiền thế này thì việc gì phải ăn uống kham khổ đấy, hay là uống nước lọc, không phải đâu. Và họ rất có ý thức về cái sức khỏe của mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ hiểu là họ là cái người đang có một cái trọng trách là giữ là trái tim của cả, hay là linh hồn của cả cái công ty hay cả cái doanh nghiệp mà họ đang điều hành, đang vận hành, đúng không ạ? Có hàng trăm hàng nghìn con người hay là những cái đối tác liên quan đang phải trông chờ vào họ. Thế thì khi mà chúng ta nghĩ là những người này thì họ ăn uống chắc phải hoành tráng, hay là họ phải nhậu, rồi ăn uống những cái gì đấy nó rất là kinh khủng, mà chúng ta nghĩ là ngoài sức tưởng tượng, nhưng mà không phải. Và thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy bằng chứng như là ông chủ của Facebook, hay là một số những cái nhân vật mà chúng thường xuyên quan sát thấy, ngay cả những cái siêu sao trên thế giới, những ví dụ như là Ronaldo hay là những cái người khác cũng rất là bình thường thôi. Ăn uống rất là kỷ luật, đúng không? Có thể anh ấy đi xe xa siêu sang, rồi anh có thể mua máy bay, anh có thể mua những khách sạn 5 sao, giống như chúng ta mua một cái quần hay cái áo thôi. Thế nhưng mà thực tế thì ăn uống thì lại không có gì nó quá kinh khủng như chúng ta nghĩ đâu. Và thực sự họ là những người rất là kỷ luật, bởi vì họ hiểu là cái thân thể này nó mới là cái quan trọng. Bởi vì cái thân thể này khỏe mạnh thì trí tuệ của họ cũng sẽ được phát triển, đúng không? Đấy, thế kia đây là ở đây chúng ta nhìn thấy là điển hình là cái người mà chủ sáng lập của Apple, tức là ông Steve Jobs, thì cũng đã từng trả giá. Thì ông hiểu là đứng trên cái đỉnh cao của danh vọng của tiền tài, của mọi thứ, đúng không ạ?
ông có tất cả mọi thứ, nhưng cái điều cuối cùng ông cảm thấy rất là tiếc nuối là đó là ông không muốn được sức khỏe thực sự, và ông phải đối diện với sự cô đơn, sự lạnh lẽo ở trong cái bệnh viện. Và thực sự đây cũng là một cái bài học rất thích từng thức tỉnh chung cũng như là rất nhiều người đúng không ạ. Nhưng mà ở bên cạnh đấy chúng ta thấy là rõ ràng các cái tỷ phú thì họ cũng không có cái gì nó quá đặc biệt, ăn theo kiểu gì đấy nó kiểu cao lương mỹ vị giống như chúng ta vẫn nghĩ, nhưng mà thực tế là họ đều có những cái cố vấn này, các cái chuyên gia dinh dưỡng đứng phía sau. Chúng ta cứ nghĩ là họ tiết kiệm tiền, không phải đâu, bởi vì là họ nghĩ là cần ăn như vậy là đủ rồi, ăn như vậy là đơn giản, và đơn giản trong cuộc sống này nó mới là quan, nó mới điều tuyệt vời. Chứ đôi khi chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải chế biến cái gì đấy nó cầu kỳ, nó mất thời gian, rồi nó phải to tát thì không hẳn. Và thực sự Trung cũng áp dụng cái lối sống này, và đúng nó là cái sự kỷ luật. Và có một cái người thầy rất là lớn mà chúng học được chính là Jim Jones. Thì ông có một kể có một câu chuyện mà rất là đặc biệt, đó là có hai người đàn ông tốt cùng xây một ngôi nhà. Một người thì lựa chọn sẽ xây ngôi nhà trên cát, và một người lựa chọn xây ngôi nhà trên đá. Và tất nhiên hai ngôi nhà này chẳng có vấn đề gì cho đến một ngày đẹp trời có một cơn bão lớn đi qua đúng không ạ. Vậy thì chúng ta cũng đã hình dung ra rồi, và khi có một cơn bão lớn đi qua thì chúng ta biết là ngôi nhà nào sẽ là ngôi nhà sập trước đúng không ạ, ngôi nhà nào sẽ là ngôi nhà đổ trước. Vậy thì có phải là cái cơ thể này hay cái sức khỏe này của chúng ta đúng không ạ, nó giống như cái sự lựa chọn thôi. Vậy thì bạn lựa chọn là bạn là ngôi nhà trên cát hay là bạn lựa chọn mình là ngôi nhà trên đá? Vậy cuộc sống này là vô số những sự lựa chọn đúng không ạ. Chúng ta sẽ không đánh giá là đúng hay sai, chúng ta là người tốt hay người xấu, bởi vì cái lựa chọn khác nhau sẽ đưa đến cuộc sống khác nhau. Đến ngày hôm nay chúng ta thì vẫn quyết định là chúng ta ăn nhiều đồ dầu mỡ, đồ chiên xào, chúng ta vẫn quyết định ăn những cái đồ dầu tái chế, rồi chúng ta vẫn quyết định là mình hút thuốc, hay chúng ta vẫn quyết định mình uống nhiều rượu, hay chúng ta vẫn quyết định mình thức khuya, ví dụ như vậy. Thì tất cả là như thế đấy. Như thế đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc đời, đến cái cuộc sống của chúng ta rất là nhiều đúng không? Rất là nhiều. Thì đây là cái mà Trung muốn chia sẻ với tất cả chúng ta về những cái tư duy hay là những cái thói quen của các tỷ phú trên thế giới. Và thì có lẽ bây giờ anh An cũng bắt đầu có thể cùng giải đáp những cái con số mà mọi người đã comment ở bên dưới để chúng ta cùng tiếp tục giải mã đúng không? Những cái con số liên Vâng, quan. rồi cảm ơn Quách Thế Trung. Trước khi đấy thì nhờ Trung là sẽ bật cái chế độ để người lạ cũng thể xem được livestream. Thì trong cái livestream khi mà share ra thì lại content not available nên là nhiều bạn sẽ không tiếp cận được cái livestream này. Nên các bạn vui lòng chờ đợi trong giây lát. Rồi, quay trở lại đối với lại hai cái vị mà tỷ phú tôi vừa chia sẻ với các bạn, thì đầu tiên là ông Donald Trump, thứ hai là ông Elon Musk, là cái người mà có thể nói rằng ông nói một câu mà tôi cũng thấy là thú vị, đó là ông giải tán luôn cả cái bộ phận marketing của cái công ty của ông đi, và chỉ thông qua cái việc là sử dụng những cái tweet. Và cái tweet đấy thì ông ấy làm cho cái giá Bitcoin có thể là từ 60.000, 64.000 xuống còn 40.000, hay là thậm chí là làm cho nó tăng giá. Thì mỗi cái tweet của ông ấy đều là những cái sự biến đổi, hoặc cũng có thể là làm ra một cái công ty trở thành cái cổ phiếu của công ty ngay lập tức thịnh vượng chỉ sau một đêm. Thì đấy là bạn thấy rằng là một cái tỷ phú mà rất là uy lực và hiện nay là người giàu nhất thế giới hiện nay. Và bạn sẽ tò mò hỏi tôi là vậy thì ông có cái con số nào? Ông có cái con số nào ở trong đúng rồi, ok rồi. Ông có cái con số nào? Con số đường đời là con số nào? Thế thì ông Elon Musk là ông có cái con số đường đời là số 7. Tức là bạn cộng tổng tất cả những cái con số ở trong cái ngày tháng năm sinh của ông ấy lại thì nó ra được cái con số cuối là con số 7. Đó. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là cái con số 7 là cái người mà họ rất giỏi trong cái sự quan sát, và đặc biệt là họ giỏi về trong cái yếu tố kỹ thuật. Rất giỏi trong cái yếu tố kỹ thuật, hay là cái việc là thử nghiệm đúng sai, sai đúng, đúng sai. Tức là họ sẽ tin vào những cái gì đấy là những cái mà họ có thể kiểm chứng. Họ tin vào những cái họ không tin vào nếu mà bạn không đưa cho họ những cái mà lý do hay là những cái hành động nó là mà họ có khả năng kiểm chứng được. Nên là ông ấy thử nghiệm rất nhiều các cái mô hình lạ. Tất nhiên là một người đàn ông trí tuệ tuyệt vời rồi, nhưng mà cái con số đấy nó cũng mang lại cho ông cái một đặc điểm là ông thử nghiệm các cái phương pháp mới và ông quan sát rất tỉ mỉ chi tiết, nên là ông có thể là lấn sang cả cái lĩnh vực mà trí tuệ, và đặc biệt là những cái khám phá rất là đặc biệt về không gian, hay là tạo ra cái mạng lưới wifi trên toàn cầu mà sắp tới đây chúng ta có thể là được cái thụ hưởng. Thế thì đấy là đầu tiên là với cái tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay là ông Elon Musk. Thế còn chúng ta quay sang một cái tỷ phú thứ hai là cái thủ có thể là đạt đến đỉnh cao của quyền lực, là người con người quyền lực nhất thế giới. Đó là Tổng thống Mỹ ông Donald Trump.
thì Donald Trump là có cái con số đường đời là con số 4. Ông là một cái người mà con số 4 này nó có đặc trưng này, sức mạnh, sự kiên định, rất nguyên tắc, hệ thống, cấu trúc, khoa học, kỷ luật. Đấy, và chúng ta thấy rằng là ở trong cái cuộc trường chinh của ông trong 4 năm tại nhiệm ở cái nhiệm kỳ tổng thống ấy, thì gọi là có cái từ khóa người ta gọi là never give up, tức là không bao giờ từ bỏ, kể cả là đến khi mà đến cuối nhiệm kỳ, khi mà ông là được biết là ông không trúng cử ở trong cái không đạt được cái số phiếu để mà tái đắc cử ấy, thì ông vẫn chiến đấu cho đến khi ông phải buộc phải rời khỏi Nhà Trắng. Và đến bây giờ thì cũng là vẫn là đang chiến đấu để có thể là quay trở lại nữa. Thì đấy, con người có một cái sự kiên định ở cái số 4 ấy, nó rất rõ nét ở trong cái vị tỷ phú này. À, thì chia sẻ với bạn là hai cái ví dụ, ba cái ví dụ về ba cái vị tỷ phú tương ứng đối với lại những con số. Thế thì bạn sẽ hỏi tôi bảo là bạn vừa nói với tôi là con số có khả năng làm tỷ phú nhất, đấy là con số 8, số 9, số 1. Thế tại sao hai vị tỷ phú lớn, một người là lớn nhất, tiền bạc lớn nhất là ông Elon Musk, giàu nhất thế giới, vậy thứ hai là vị tỷ phú quyền lực nhất thế giới thì lại là ở hai cái con số khác, số 7 và số 4. Thế này có phải là hoàn toàn là các cái con số đấy, là con số như 8, 9 hay là 1 là con số tỷ phú mà các con số khác không là tỷ phú không? Thì thưa bạn rằng là không, nó là mệnh, nó là tại thiên, nhưng vận nó là tại nhân. Chúng ta hoàn toàn có thể là bằng cái nỗ lực, bằng sự chăm chỉ, cải thiện cái kỹ năng, cái thái độ sống tích cực, rồi là những cái cải thiện những cái năng lực, cái kiến thức của chúng ta để làm, để mà biến chúng ta trở thành cái con người chúng ta muốn. Và như thế thì mỗi con số nó đều có những cái đặc điểm rất là tuyệt vời của nó, và bên cạnh đấy nó cũng có những cái điểm yếu. Quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn được cái đi hạnh tích cực, và ở cái thái độ sống tích cực, sống có cái trách nhiệm, sống hướng thiện, hướng thượng và sống kỷ luật, thì bạn mới có cái khả năng để mà đạt được những cái ước nguyện hay là cái mong muốn của bạn trong cuộc sống. Đấy, nên con số nào nó cũng vậy thôi. Và đây thì với một loạt các bạn đã comment ở đây thì tôi cũng xin phép được sẽ phân tích một số các cái con số nhé. Nhưng các bạn đang nghe thì các bạn vui lòng là comment xuống giúp nhá. Có một số bạn đang ở đây. Thế Tùng Cầm thì có ngày 8/11/1987. Thì ở đây chính là cái con số đường đời là số 8. Cái con số này em có cái tiềm năng để mà trở thành cái người mà kinh doanh rất là giỏi giang. Thì con số này là cái con số mà mình có cái tố chất về lãnh đạo, mình cũng có tố chất về cái việc là kinh doanh hay là buôn bán hay là làm ăn. Vì trong lòng của mình ấy, trong cái con người mình ấy, cái suy nghĩ nó choán mất cái đầu mình ấy, đấy là tư duy về mặt kinh doanh, tư duy về mặt kiếm tiền, tư duy về mặt vật chất. Hay là mình sẽ thấy là cái khúc này có lợi thì mình nên luôn là tranh thủ nắm bắt và có cái sử dụng, biết cách sử dụng cái đòn bẩy là con người, biết cách quản trị con người, thì tức là biết cách sử dụng cái đòn bẩy là con người, và như thế mình có cái khả năng để mình trở thành cái người mà giỏi giang trong lĩnh vực kinh doanh. Thế là em bảo là nhưng mà như thế thì tôi lại chưa đạt được. Thế có phải là ai cũng là có cái khả năng mà mình biết cách mình sử dụng hết cái khả năng của mình không? Thì không hoàn toàn. Nên thế phải cần các chuyên gia là như vậy. Thế bạn tôi và hình dung là bây giờ nếu mà tôi với bạn đều mà lái được cái xe ô tô, nhưng mà bây giờ cho tôi lái máy bay là tôi thua. Thế máy bay nó hiện đại quá thì cho cái máy bay mình không lái được, nhưng mình biết là mình không lái được. Thì có phải có cái người có cái phương tiện nhưng mà cũng chưa biết cách dùng. Thế là cái tiềm năng ấy nó vẫn còn ở đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta học thì chúng ta có thể lái được không? Hoàn toàn có thể, đúng không các bạn? Thì bạn có cái năng lực thì bạn nên là khai thác nó để biến nó thành những cái thành quả, thành cái vật chất hay là thành những cái gì đó ý nghĩa cho cuộc sống của bạn nhé. Thế còn con số này thì cũng có thể thấy rằng bạn là người rất là năng động, và có lẽ một lúc ấy bạn cũng làm nhiều các công việc khác nhau. Rồi thứ hai ấy, là có một cái đặc điểm nữa, bạn là cũng khao khát thể hiện cái bản thân mình, và đôi khi cái việc khao khát này có thể dẫn đến những cái bạn bị nóng nảy hay vội vàng, mà có thể dẫn đến những cái thành tựu nó chưa nhiều. Bạn cũng chứa đựng ở trong bạn ấy một cái gọi là mũi tên, nó gọi là sự uất ức. Uất ức ở đây đến là những cái kỳ vọng mà bạn mong muốn nhưng mà chưa đạt được những thành quả. Nhưng tôi mới nói với bạn rằng là bất cứ một cái công việc gì thì đều phải cái sự yếu tố kỷ luật. Cũng như là tôi nói với chung là chúng ta có thể đồng hành với nhau, vì tôi muốn rằng là tất cả các bạn nếu mà đến một cái chương trình tôi thì phải điền được cái con số 4 vào trong cái biểu đồ mình. Làm cái gì cũng thế, nó đâu phải là một sớm một chiều nó đạt được ngay đâu, nó phải có cái sự kiên trì. Cũng như là ta gieo một cái hạt thì ta phải đợi ngày, đủ nước, đủ nắng.
thì nó mới đến ngày nó trổ bông được, nó mới đến ngày nó được cho chúng ta hái rau hay hái quả. Nó không thể nào nhanh được mà nó phải thế. Còn nhanh không ấy, thì bạn chỉ có là chơi con Việt lót hay là đẩy thảy thảy con lô mà nó năm ăn năm thua, và rất nhiều thì là đấy là phần thua thôi. Đấy, thì chia sẻ với các bạn là về cái hai vị tỷ phú đấy với hai con số, và phân tích cho bạn tùng cầm một cách ngắn gọn như vậy, và bạn làm với sự kiên trì, bớt cái sự nóng nảy của mình đi, thì thành quả nó vẫn có đấy. Cố gắng để khai thác những cái tiềm năng của mình. Các bạn mà đang xem cái video thì bạn vui lòng cũng comment giúp cái ngày tháng năm sinh của các bạn, và họ và tên nữa nhé, để tôi có cái dịp chia sẻ với các bạn. Và bây giờ thì xin mời thầy Trung. Vâng, và anh An đã chia sẻ về các cái con số của hai cái vị tỷ phú mà chúng ta thấy rất đặc trưng nữa. Một cái người mà đang đột phá về trong ngành về hàng không vũ trụ đúng không ạ? Chính là Elon Musk, một trong những người mà thực sự đã tự tay nghiên cứu và có trong tay mình một đội nhóm, và thậm chí là như anh An có nói là gì ạ? Người cũng rất là cá tính, giải tán luôn cả phòng marketing. Ông ấy là người marketing luôn đúng không? Ông là người chính là ông chính là marketing luôn rồi đấy. Và đúng là cả thế giới, thậm chí là nhiều khi mình còn chả nhớ biết cái tên hãng Tesla hay là cái công ty SpaceX, nhưng mà rất nhiều người nhớ biết cái tên là Elon Musk. Nhiều khi mà có những cái đồng coin đồng viết thì đấy, ông ấy chỉ nói một câu thôi mà ngày mai nó có thể lên rất kinh khủng, mà có khả năng những ngày kia nó để xuống rất là khủng khiếp đúng không? Chỉ một cái dòng tweet thôi. Rồi một cái người nữa cũng rất là cá tính mà chúng ta thích, tổng thống Donald Trump đúng không? Đấy là những cái con người rất là cá tính. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là như này này, không phải nói như thế thì tất cả đều trở thành giống Elon Musk hay là giống Donald Trump đúng không? Thì cũng có chuyện đấy đúng không? Đây là điều không thể đúng không? Có thể là chúng ta sở hữu những con số đó đúng không? Là tất cả giống bà Phương Hằng thì cũng không thể. Đấy, thì nó còn nhiều những yếu tố khác nữa, nhưng mà chúng ta cũng đừng vì thế mà chúng ta lo lắng đúng không? Vì thực tế là như này. Vậy thì có nhiều yếu tố lắm mà để trở thành một cái người giàu có. Thế thì cái buổi trước thì Trung cũng nói rất là rõ những cái yếu tố được gọi là người giàu có thì là như thế nào. Thì rất là nhiều người nghĩ là đầu tiên phải là có rất nhiều tiền đúng không? Nhưng mà đây chỉ là một trong yếu tố cần thôi đúng không? Còn ở những yếu tố khác thì sao ạ? Ví dụ như là sức khỏe này đúng không? Sức khỏe này, tinh thần này có quan trọng không? Mối quan hệ này có quan trọng không? Rồi phong cách sống đúng không? Thế thì có thể là chúng ta đừng nghĩ là phong cách sống thì phải là khách sạn 6 sao hay 5 sao hay là cái gì đấy nó khủng khiếp đúng không? Phong cách sống là những cái trải nghiệm mà bạn làm những điều mà bạn người bình thường họ không dám làm. Đấy, ví dụ như là đi lặn biển hay là đi leo núi Everest, ví dụ như vậy. Rất nhiều những thứ khác. Đấy, thì đây là những cái mà chúng ta thấy là vậy thì một người giàu có được đánh giá là sở hữu nhiều cái yếu tố, và trong đó thì tiền bạc là một trong những cái để thỏa mãn cái công cụ, để thỏa mãn những cái đam mê, những cái ước mơ thôi. Đấy, cho nên là chúng ta cũng hãy đừng có chỉ tập trung vào mỗi thật nhiều tiền rồi bỏ qua những thứ khác như là mối quan hệ, là sức khỏe, hay là cái trải nghiệm sống, hay là phong cách sống đúng không? Rồi tinh thần của mình nữa đúng không? Hãy làm giàu cái tinh thần của mình đúng không? Bằng các cái mối quan hệ chất lượng và bằng những cuốn sách tuyệt vời đúng không? Ví dụ như vậy. Đấy, thì thực sự là chúng ta đến một ngày chúng ta nhận ra là chúng ta đã trở nên người giàu có đúng không? Không biết giàu có trong tim của những người khác, giàu có trong cái suy nghĩ của những người khác đúng không? Thì đây là những cái mà Trung cũng chia sẻ. Thì hiện tại thì Trung với anh An thì đang livestream thông qua một ứng dụng tên là Zoom, bởi vì anh em rất là muốn có những hình ảnh sắc nét, hình ảnh đẹp ở trên cái livestream, cho nên là cái việc mà tương tác trực tiếp nó sẽ không thể liên tục giống như khi mà dùng Zoom chat. Cho nên là anh chị em hãy tiếp tục comment cái ngày tháng năm sinh của mình ở bên dưới để anh em có thể cầm cái điện thoại để có thể dễ dàng đọc hay là tương tác với chúng ta trực tiếp. Như vậy thì nó sẽ cũng bị bỏ sót đúng không? Có thể nhiều anh chị em thấy lâu quá lại không thấy gì thì lại rời đi mất đúng không? Thì nó sẽ rất là lãng phí. Cho nên là cái việc mà chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta cũng đừng có quên tương tác ở bên dưới, tiếp tục để anh An cũng như là Trung cầm cái điện thoại này, vẫn cầm điện thoại này, vẫn theo dõi cái comment của chúng ta để tiếp tục tương tác trả lời những cái giải đáp thắc mắc của chúng ta, và chúng ta cứ tiếp tục comment ở bên dưới đúng không ạ? Và ok, Rồi, đây có cảm bạn ơn Tuấn Công Trung. Rồi các bạn vui lòng là mình comment xuống giúp tôi cái ngày tháng năm sinh cũng như là cái họ tên của các bạn nhé, để tôi sẽ có cái dịp mà giúp các bạn lý giải cái con số của các bạn. Lưu ý là ngày sinh dương lịch. Đây, quay lại chúng ta sẽ tìm hiểu một số các vị tỷ phú khác nhé, để tôi giới thiệu với các bạn. Một trong những cái tỷ phú mà chúng ta đang sử dụng cái nền tảng của ông ấy. Đấy, tôi nói thế là có vẻ là các bạn đã bắt đầu là gợi mở ra ai rồi đúng không?
tỷ phú Mark Zuckerberg. Ông sinh ngày 14 tháng 5 năm 1984, và cái con số đường đời bạn cộng tổng tất là những ngày sinh này lại ấy, thì ra là con số 5. Thì con số này ấy, chính là cái con số của cái sự khao khát trong cái việc là sáng tạo, sự tò mò, sự đam mê, sự phiêu lưu, sự mong muốn khám phá. Và với con số này thì ông đã sáng tạo ra cái nền tảng Facebook, khiến cho là bây giờ là trên thế giới là hàng tỷ người đã thụ hưởng cái mạng xã hội này, và nó cũng tạo tạo ra một cái gọi là một cái đế chế kinh doanh cho Mark Zuckerberg, và biến ông trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Mỗi cái việc như thế thôi nhưng mà khiến ông trở thành cái người mà giàu nhất thế giới. Thế bạn thấy rằng là cái ý tưởng về startup công nghệ nó có cái tác dụng nó to lớn như thế nào? Đấy, Mark Zuckerberg số 5, con số của sự sáng tạo. Thế thì đấy nhá bạn nhá. Đấy, nhiều nhất, có khả năng nhất vẫn chưa đến. Nhưng mà chúng ta thấy thêm một nữa, con số nữa là con số 5, là cái con số của một cái tỷ phú rồi. Thế rồi là một tỷ phú nữa, ông được coi là cái gọi là cái lão làng hay lão già của phố Wall. Khi mà ông bất cứ một cái thương vụ ông đầu tư vào đâu thì đều sau đấy thì cái cổ phiếu của cái đơn vị đấy đều trở thành nhân lên nhiều cái lần. Đây gọi là bố già của phố Wall cũng đúng. Thì chúng ta biết đến Warren Buffett. Buffett ông là một trong, thì thực ra là cũng là một trong hai ba tỷ phú nó thay đổi nhau cái vị trí top những người mà giàu nhất, có ảnh hưởng nhất của nước Mỹ. Và ông chính là người mà có con số đường đời là số 6. Thì con số 6 ấy là cái con số của cái tình yêu, của cái sự hòa hợp, của gia đình, của cái sự sáng tạo, hay là của cái sự quan tâm, cái sự ấm áp. Thế thì các bạn biết rằng nếu mà chúng ta mà ở một cái tầm thấp ấy, thì các bạn sẽ phải cần sự quyết liệt để áp đặt cái tư duy để khiến cho đội hình của mình nó vận hành. Nhưng mà đến mức mà đã lãnh đạo một cái đơn vị toàn cầu như này với hàng 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 nhiều hàng trăm nghìn nhân viên, thì đấy ấy, là cái sự gọi là tình cảm, cái sự quan tâm, hay người ta nói là cái nhóm S ở trong cái DSC lại là rất là cần thiết. Và như thế thì những cái nhân sự mà làm việc ấy, người ta cảm nhận được cái sự ấm áp hay sự quan tâm từ cái lãnh đạo cấp cao nhất của cái đơn vị của mình, và người ta cảm thấy như người ta được truyền một cái động lực. Thế đấy, con số 6 là con số của cái yêu thương, nó cũng có thể khiến cho là vì cho một cái con người trở thành cái tỷ phú, nên là không nhất thiết là một con số nào, vì nó phải còn quan sát rất là nhiều các yếu tố khác nữa. Rồi chúng ta biết đến một cái con số đây, chính con số 8 mà tôi đã nói với bạn là khả năng để trở thành cái tỷ phú cao nhất đấy, là chúng ta biết đến ông Andrew Carnegie. Carnegie người là một trong những ông cũng là cái tỷ phú giàu nhất ở cái thời điểm của ông. Ông sinh ngày 25 tháng 11 năm 1835, thì chúng ta tính ra thì ông có chính là cái con số 8, và cái con số của cái thành công, con số của cái vật chất, con số của sự đủ đầy, con số của quyền lực và con số của tiền bạc. Đấy. Thế nên nếu bạn nào mà đang có cái con số đấy thì các cái con số thì các bạn cũng vững cái niềm tin rằng là chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà trở thành những người mà có được cái tài sản. Đơn giản là bạn hay mài giũa những cái khả năng bạn và làm đúng một cái thế mạnh nhất của bạn, hay là bạn làm với cái sự kiên định, kiên trì, thì rất chắc chắn là cái gì chứ cái tỷ phú người Việt Nam thì chắc chắn là các bạn sẽ trở thành thôi. Ai ai làm một cách bình thường thì ở Việt Nam thì đều trở thành cái tỷ phú người Việt Nam, chưa nói là tỷ phú của Zimbabwe thì còn dễ hơn nữa. Các bạn nhé, thì cái tỷ phú là như vậy. Nên tiền bạc là một cái điều mà cũng nói thì nói, xin nó là cái một trong các cái nấc thang, nó là bạn cũng phải đi qua cái vòng vật chất, và chúng ta vẫn cần phải có cái thực lương thực để ăn vào. Tức nghĩa là chúng ta phải tạo ra một cái sản phẩm, từ cái sản phẩm nó chuyển hóa thành cái năng lượng là năng lượng vật chất, hay là cơm gạo lúa vân vân, thứ rau củ quả thịt thả vân vân. Nên tiếp theo nữa nó mới đến theo cái tuần tự, theo cái nấc tiến là chúng ta đến mới quan tâm đến con người, trí tuệ. Lúc đấy chúng ta phát cái trí tuệ chúng ta nó được bồi bổ, và dưới đấy thấy cái nhu cầu cơ bản là ăn uống nó không còn là cao nữa. Sau đấy đến một cái tầng cao hơn nữa, đấy là cái tầng mà chúng ta phát triển cái tâm, hay là tâm linh, hay là tiềm thức. Ông tôi vẫn nhớ cái câu nói của tỷ phú người Việt Nam ấy, ông Phạm ông Nguyên Vũ, ông chủ của Trung Nguyên ấy, ông nói là tu thân thì nó dễ,
tu thân tức là tu về những cái chúng ta ăn uống ngủ nghỉ rồi là cái ham muốn chúng ta. Xong tiếp theo là tu trí thì nó cũng là cấp độ cao hơn, nó bắt đầu khó hơn một chút, nhưng mà tu tâm mới là cái đặc biệt là khó, nên không phải là cũng có thể vượt qua được. Nên tu tâm ở dưỡng tính được thì ta đạt lên những cái đẳng cấp nó cao hơn hẳn. Thế thì đấy là những cái mà chia sẻ với các bạn về các cái vị tỷ phú, và mỗi cái vị tỷ phú thì họ đều có những cái xuất thân khác nhau, họ đều có những cái con số khác nhau, nhưng mà tiêu chung ở những cái con số này thì tôi đều thấy nhìn thấy một cái con số, hoặc là có cái con số đấy trong ngày sinh của họ, hoặc là trong cái tên gọi, hoặc là trên cái đời sống hiện thực, họ đều rất là nỗ lực và làm việc với sự đam mê và kiên trì. Như Elon Musk thì ông nói là cái sự đam mê, ông ấy làm với sự đam mê cháy bỏng. Và đương nhiên rồi thì là ông phải hứng thú, ông phải ham thích. Và có lẽ là các bạn sẽ tự hỏi rằng là thế liệu người ta có từng trải qua những cái thất bại không? Thì tôi tin chắc rằng là họ cũng đều phải trải qua rất là nhiều những cái gọi là vấp váp, những cái thất bại. Sau đấy nhưng mà họ vẫn không từ bỏ, họ vẫn quyết liệt, họ triển khai tiếp, và sau đấy thì họ sẽ gặt hái cái thành quả. Nên là để mà cũng khép lại cái chương trình hôm nay, thì tôi muốn chia sẻ với bạn rằng là mỗi con số, các cái tỷ phú thì nó có thể tự chung lại một cái con số, nhưng mà mỗi con số chúng ta thì đều có thể trở thành một cái phiên bản đặc biệt của chúng ta, vì cái con số đấy nó mang lại cho chúng ta những phương tiện, và thiếu cái phương tiện hay là công cụ, và cái công cụ thì có cái đục thì chúng ta đục gỗ, những cái cuốc thì chúng ta cuốc đất. Thế là mỗi cái công cụ nó có một cái chức năng thiên bẩm của nó, và nếu mà ta làm đúng cái lĩnh vực đấy, ta làm đúng những cái năng lực bẩm sinh của chúng ta đấy, thì chúng ta có cái khả năng phát triển mình nhất ở trong cái cuộc sống này, và có khả năng để chuyển hóa những cái ước muốn chúng ta nó thành cái hiện thực, làm cái điều mà mình mạnh mẽ nhất. Cái điều thứ hai là làm mới với sự mạnh mẽ thì chưa đủ, mà phải làm với sự kiên trì, với sự kỷ luật. Đấy chính là bằng cái việc là một là bạn điền vào trong tên của bạn những cái chỉ số thiếu, cái con số 4, con số mang lại cái sự kiên nhẫn, cái sự tỉ mỉ, sự cụ thể ở trong cái công việc. Còn nếu không ấy thì bạn phải tạo lập ra các cái thói quen, tức là bằng cái ý thức của mình ấy, tạo lập ra cái thói quen kiên trì. Như tôi và anh Trung thì có cái câu lạc bộ gọi là Thôn Thông Thái, là chúng tôi thường xuyên trong 2 năm qua dậy từ lúc 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng liên tục chia sẻ những cái bài học về kinh doanh, về phát triển bản thân. Và như bạn thấy đấy, nếu bạn tham gia vào một cái câu lạc bộ như thế, hay là bạn liên tục làm một cái việc mà dậy sớm từ 5 giờ đến 6 giờ, thì như thế bạn cũng thiết lập được một thói quen kỷ luật. Từ một thói quen thì bạn có thể đến những thói quen khác. Hay là như bạn có thể kết nối đến với Quách Thế Trung, đấy là việc bạn rèn luyện được cái thói quen kỷ luật ở ăn uống. Và vì là ăn uống nó quá gần gũi đến với chúng ta, nên nếu chúng ta tự rèn được cái thói quen về kỷ luật ăn uống, thì như thế đấy, bạn sẽ có cái sự chuyển hóa vô cùng to lớn. Bởi đơn giản nếu bạn đã neo được ở trong mình một cái thói quen ăn uống rồi, thì bạn cũng có thể hình thành cho mình những cái thói quen khác, thói quen tích cực khác, và sau đấy thì làm cho cuộc sống của bạn nó chuyển biến. Thói quen ăn uống thì có thể là lây sang là những thói quen sống khác. Đấy. Và chúng ta thiết lập nó thành thói quen, ví dụ như đơn giản là bạn hay quên chẳng hạn, như là một số người bạn tôi thì hay quên điện thoại, gọi cuống lên. Thế nhưng mà nếu bạn để cho mình một cái thói quen cố định đặt điện thoại vào một chỗ cố định, mặc dù là lúc đấy nó thì có thể hơi mất thời gian, nhưng bạn luôn luôn sẽ nhớ rằng quay về đấy là bạn sẽ tìm thấy cái điện thoại của bạn. Hay là bạn dễ hơn nữa là bạn đi về nhà thì bạn thấy rằng là cái dép của mình nó hay bị mất lung tung, hay giày mình mất lung tung, vì đơn giản là bạn vẫn luôn lung tung. Nhưng nếu bạn cho nó một cái chỗ để cố định ở trong một cái góc nào đấy, thì sau đấy bạn chỉ đến đúng cái chỗ đấy, tức là bạn sẽ tạo ra cái thói quen, thì bạn không phải tốn não nữa. Thói quen nó rất quan trọng. Từ thói quen ăn uống sẽ hình thành lên những cái thói quen sống khác, hình thành những thói quen chi tiêu, hay là hình thành những cái thói quen tích cực khác. Và như thế nó sẽ làm cho bạn không hề tốn cái nguồn năng lượng nữa, mà tự động nó đi vào tiềm thức của bạn. Bạn sẽ hành động nó một cách nhanh chóng, quyết liệt và đạt đến những thành quả. Đấy thì cái thói quen hay là yếu tố trước nữa, đấy là cái sự kỷ luật. Nó chính là cái bộ khung xương cho bất cứ một cái thành tựu nào, từ các vị tỷ phú hay là những người mà đơn giản bạn muốn đạt được những cái dấu mốc, hay bạn muốn trở thành cái con người sống một cách bình thường, được hưởng cái tự do, những tự do ở trong cái kỷ luật. Nên là tôi rất là trân trọng tất cả những anh chị em mà đến với các chương trình của chúng tôi, hay là đến với lại câu lạc bộ, hoặc là tham gia cái Thôn Thông Thái, là những người mà họ đã thực sự mong muốn được, khát khao được thay đổi mình bằng cái việc là thiết lập cái tự kỷ luật cho bản thân họ. Và qua đấy thì họ cũng đạt được cái sự thịnh vượng. Và tôi khép lại cái chương trình này
bằng cái việc là mong muốn rằng là các bạn sẽ thấu hiểu hơn về bản thân các bạn, rồi cũng chọn lựa được cho mình một cái công việc nó phù hợp nhất để bạn qua đó thì bạn phát huy được cái tài năng. Và đừng quên rằng là phải thêm vào đấy cái con số 4, con số của cái sự kỷ luật. Nếu bạn chưa có thì hãy kết nối với các cái chuyên gia như tôi để tôi giúp bạn về cái con số về tiềm thức, hay là điền vào các con số ảo và Quách Thế Trung để giúp bạn được cái thói quen kỷ luật ở trong ăn uống, hay là đến với Thôn Thông Thái để bạn có sự kỷ luật của mỗi 5 giờ sáng. Rồi, xin mời Trung. Thank you.